Hôm nay thì mình lại có một con iPhone đó 12 Apple à, Store thay pin. Các hả? bạn có biết cái đếm đếm. điều gì không? Đó là thay pin được miễn phí luôn nha. Đây các bạn có thể nhìn số email máy này. Đây là con iPhone 12 nhé và nó ghi zero yên tức là được miễn phí cho cái phần của mình đem lên Apple Store đó là mình tiến hành thay pin cho con iPhone 12 này nhé và pin của con máy này thì nó cũng khá là cùi cùi rồi nhưng mà máy của nó thật sự rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy không? Đấy nó ghi rõ là Zerian này Và đây là ừ. ngày mình nhận về nha Thì uh, Apple Store đó, mình gửi rồi. hàng đi nó cũng miễn phí Và khi Apple Store họ thay cũng, pin dân, xong đệ, họ trả mưu, hàng về cho mình Thì cũng là miễn phí luôn nha mọi người Mất bất cứ một nào Hay hoặc cái này Ok, bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc cái hộp mà Apple Store gửi con 12 về thay pin từ trên Apple Store về để cùng mình xem là Apple Store họ sẽ xử lý như thế nào với cái trường hợp này nhé đây các bạn có thể thấy là khi mà các bạn gửi máy lên Apple Store bảo hành cũng như là thay pin hoặc sửa chữa gì đó nó rất là cẩn thận oh, mọi khi thì nó là hộp màu trắng thì năm nay Apple Store đã chuyển qua cái hộp màu nâu rồi nhìn nó khá là dị bình thường mình nhận hộp màu trắng quen rồi bữa nay nhìn cái hộp màu nâu nhìn nó lạ lạ đây đó các bạn thấy chưa khi mà các bạn thay pin sửa chữa cũng như bảo hành trên Apple Store thì họ sẽ cho mình một cái giấy nhé Đây trong này có một cái tờ giấy nó có ghi đây Apple Service Sử Đó và bảo hành thêm 3 tháng cho cái tình trạng pin nhé Đây các bạn có thể nhìn rõ nhé Đó bây giờ mình sẽ tiến hành mở cái con iPhone 12 này của mình lên Đấy các bạn nhìn thấy đẹp không? Không biết là có phải hàng mới hay hàng cũ Hai hôm mình gửi đi á Thì nó cũng gần như là máy mới 100% luôn á Ngoại hình của nó gần như không xước Cho nên là mình cũng không biết là con này là Nó là mới hay cũ nhưng mà mình cứ mở lên mình kiểm tra thôi các bạn để ý nhé một số cái trường hợp khi mà các bạn gửi máy lên Apple Store bảo hành hoặc là thay pin nhé thì nếu như mà máy của bạn có vấn đề gì ở trong máy nhé, thì họ sẽ tiến hành chạy lại tức là họ reset trắng máy của bạn luôn còn nếu như cái máy của bạn gửi lên Apple Store bảo hành á mà không có vấn đề gì nặng, không phải chạy lại chương trình thì họ vẫn giữ nguyên Cho nên nó mới có cái yêu cầu đó là các bạn phải tắt tìm kiếm hoặc các bạn thoát cái iCloud ra nhé Để ví dụ như là máy của bạn phải chạy lại chương trình Thì Apple Store sẽ tiến hành chạy lại chương trình của bạn Và xóa tất cả dữ liệu mà không cần hỏi han gì các bạn đâu Nên là các bạn nào lưu ý nhé Nếu mà máy có gửi lên Apple Store bảo hành thì các bạn tốt nhất Lưu lại những cái, sau lưu lại, backup sau lưu lại máy nhé ok đây để mình tiến hành mình vào mình hy vọng là thay pin sẽ được đổi máy mới mà không biết cái tình trạng con máy này có được đổi máy mới hay không tại vì cũng có một số trường hợp khi mà mình gửi máy lên Apple Store thay pin á thì họ kiểm tra xong máy của mình có vấn đề thế là họ thay luôn cả cái cái máy của mình luôn General about Oh, chúc mừng, chúc mừng, đây các bạn ơi, con máy của mình được đổi máy mới 100% luôn Chứ không phải là máy cũ nha, đây để mình vào mình cho các bạn xem Tiếng, để chọn tiếng Việt đi cho mọi người nhìn cho dễ nha Tiếng Việt này Đây nhá, máy của mình là nãy giờ mình quay video là mình bóc từ đầu đến cuối luôn và mình nói là mình hy vọng được con máy mới nha Thì thật sự luôn không ngờ mọi người ạ, được máy mới luôn Đây các bạn có thể xem ở trên này nó có ghi số máy là số N tức là máy trả bảo hành nha Đó. Đầu video mình cũng có quay lên cho các bạn xem là con iPhone 12 này của mình gửi lên Apple Store thay pin Không những được thay pin miễn phí mà chắc là con máy này có vấn đề Cho nên Apple Store gửi luôn cho mình một con iPhone 12 mới 100% về Đó Ngon lành không? Nói chung mình không rõ những cái trường hợp nào được Apple Store thay pin miễn phí Cũng như không thể nào xác định được cái trường hợp nào các bạn gửi máy lên Apple Store thay pin được họ đổi cho máy mới mà mình chỉ biết một vấn đề đó là khi mà các bạn gửi máy lên Apple Store bảo hành cũng như thay pin thì các bạn hãy vào trong trang web của Apple Store này. Sau mình chỉ biết một vấn đề đó là khi mà các bạn muốn biết máy của mình có được thay pin cũng như bảo hành miễn phí không thì rất chỉ là đơn giản các bạn vào trong web của Apple Store sau đó các bạn tiến hành kiểm tra xem là cái phần thay pin hoặc là phần bảo hành của mình nó ghi 0 yên tức là không đồng giống như mình làm video này thì tức là máy của bạn hoàn toàn được miễn phí nha. Còn nếu mà nó ghi mất tiền thì chắc chắn nó mất tiền rồi. Nhưng mà cái trường hợp mà mình cũng rất hay làm video về bảo hành trên Apple Store, cái trường hợp mà gửi lên Apple Store thay pin một con máy như vậy mà được đổi về một con máy mới hoàn toàn 100% phần trăm, nó thật sự luôn nó rất ít. Mình nhận được con này là lần thứ sáu rồi, chứ không phải lần đầu. Nhưng mà mình cũng làm, nói chung mình thay pin khá là nhiều á chứ không phải ít đâu nhưng mà đây là lần thứ sáu mình thay pin từ một con máy cũ nhận được về làm một con máy mới pin mới 100 trăm cực kỳ ngon lành luôn và mình khuyên các bạn những cái máy mà đời cao từ iPhone 12 trở lên máy của bạn còn bảo hành các bạn máy móc có vấn đề gì thì các bạn liên hệ trực tiếp với Apple Store để bảo hành hoặc là thay thế pin các thứ biết đâu được cái trường hợp miễn phí đã là may mắn rồi nhưng mà mình cảm thấy mình may mắn hơn tại vì mình được đổi một con iPhone 12 mới 100% nha các bạn nhé và mình cũng có làm rất nhiều những video hướng dẫn các bạn đặt lịch bảo hành trên Apple Store các bạn vào xem nhá Ok bye bye mọi người sướng quá